Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Thức dậy và dùng điểm tâm với món bánh mì gà khoái khẩu. Mua hai bánh chicken McWiddles đậm đà hay McChicken biscuit nóng chỉ có 3,50 đồng. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Thảo Yên, Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã chọn Lưu Đức Sài Gòn TV theo dõi thời sự thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập đến một bài xã luận của tờ Washington Post với tựa đề rất lớn ngày hôm nay. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đương đầu với mối đe dọa về chính trị liên quan đến đường biên giới. Và tại sao như thế, thưa quý vị? Rõ ràng và chính sách của mỗi một vị tổng thống đều có mối đe dọa về chính trị cả, chứ không riêng gì vấn đề di dân cả. Đặc biệt là trong thời gian qua, người ta thấy càng ngày càng có nhiều di dân bất hợp pháp, nhất là trẻ em đã bị bố mẹ đẩy qua đường biên giới cho các em vào, và thành phần tập trung càng ngày càng nhiều ở đường biên giới Texas. Trước đó trong tuần thì bên phía Texas cũng đã lên án nỗ lực này, mà trong đó kể cả các thành viên đảng Dân Chủ tại những tiểu bang đỏ. Thưa quý vị, tại những tiểu bang mà đa số theo đảng Cộng Hòa cũng có những cái khu vực mà người ta chọn thành phần đảng Dân Chủ lên để đại diện cho khu vực của họ. Thì đây lại là những thành phần cần phải dung hòa cái thế lực chính trị giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ. Trong đó có một vị dân biểu mang tên Henry Cooler. Ông đại diện cho Texas, mà nhất là cái khu vực biên giới giữa Texas và Hoa Kỳ. Ông chỉ trích cái chính sách hiện nay, bởi vì chính sách của ông Biden hiện nay là mở cửa mà không có vấn đề mà giới hạn. Mà nếu không có vấn đề giới hạn như thế đó, thì chẳng lẽ là nước Mỹ sẽ sẵn sàng nhận tất cả những trẻ em nào mà di dân bất hợp pháp đặt chân vào nước Mỹ? Và vì vậy, thưa quý vị, cái khổ ở đây đó là chỉ có cái đường biên giới này, Arizona, New Mexico, Texas và California. Tập trung ở California và Texas nhiều nhất, dễ dàng vào. Và hai nơi này lại là hai nơi có cộng đồng người châu Mỹ Latin nhiều nhất. Cho nên người ta thích vào Texas cũng như là ở California. Và họ phải sử dụng những cái khu vực trung tâm để mà kiểm soát di dân trước đây đó, để làm trở thành những cái nơi để giữ các em ở lại. Nhưng mà sáng ngày hôm nay trong cả phần trả lời đó, họ nói rằng giữ là để làm giấy tờ cho các em, chứ không phải là trục xuất. Không có chuyện trục xuất trẻ em về nước. Chưa kể đó, những người phụ huynh Mỹ hoặc là châu Mỹ Latin, khi mà họ gửi các em sang đường biên giới đó, là họ cho các em đầy đủ những cái thông tin, thưa quý vị. Họ không đi, nhưng mà họ vì tương lai của mấy đứa nhỏ này, cho nên họ đẩy các em sang đường biên giới. Và các em khi mà sang tới biên giới đó, trình giấy tờ cho người cảnh sát biên giới đó, thấy được là họ vẫn có bố mẹ ở bên Mỹ hoặc là ở các xứ châu Mỹ Latin như thường. Cho nên bên phía tờ Washington Post nói là không khéo đó, thì cái vấn đề di dân nó trở thành vấn đề lớn và gây ảnh hưởng đến cả cái thế lực của đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới, từ các ghế của Hạ viện, Thượng viện và luôn cả Tòa Bạch Ốc 4 năm tới nữa. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó vào ngày hôm qua thì ông thống đốc Gavin Newsom đã chính thức cho biết là ông thành lập một cái chiến dịch chống lại cái nỗ lực mà muốn truất phế ông. Quý vị cũng thấy là thời gian qua đó, ông không buồn nhắc đến cái chiến dịch này luôn, bởi vì nếu như mà ông thấy là nó không đi tới đâu á, thì không có buồn nhắc đến. Nhưng mà bây giờ là ông đã phải thành lập cái một cái chiến dịch khác, kêu gọi sự quyên góp của các mạnh thường quân, bởi vì
ngày mai là ngày cuối cùng mà cái chiến dịch mà muốn truất phế ông đó, họ hạn chót phải nộp lên chữ ký, mà hồi đầu tuần đó thì họ nói là họ đã nộp đủ 2 triệu chữ ký rồi và ngày mai sẽ còn nộp thêm một mớ nữa thưa quý vị. Thì với cái số lượng mà trên 2 triệu chữ ký này thì cái nỗ lực mà muốn truất phế ông, họ nói là trừ gia giảm đi vẫn đủ trên 1.400.000 để mà có thể thành công đưa cái việc truất phế ông vào trong cái lá phiếu. Thì cái chiến dịch mà của ông Gavin Newsom, ông mới lập ra trong tuần này đó, gọi là Stop the Republican Recall, bởi vì ông nói là cái nỗ lực này là do phía đảng Cộng Hòa đứng đằng sau giật dây, cộng với những cái nhóm da trắng thượng đẳng, đặc biệt là những cái nhóm như là QAnon vân vân, là những cái nhóm mà về cái thuyết âm mưu đó, là những cái nhóm chính mà thúc đẩy cho cái sự muốn truất phế ông. Và bên cạnh đó thì cái nỗ lực của ông đó đã kêu gọi được rất nhiều những đồng minh ở trong đảng Dân Chủ và những cái tên tuổi lớn, chẳng hạn như thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, rồi ông Cory Booker, kể cả ông Bernie Sanders cũng đã dùng cái sức ảnh hưởng của họ kêu gọi mọi người là không có không đồng ý cho cái việc truất phế ông Gavin Newsom. Bên cạnh đó thì ông cũng nói là ông có nghe được cái tin là bà Dianne Feinstein sẽ chuẩn bị về hưu thưa quý vị, cho nên là ông nói rằng nếu như thật sự bà tuyên bố về hưu thì ông sẽ cố gắng đưa lên một người phụ nữ gốc Phi Châu để mà thế chỗ bà Dianne Feinstein ở trong quốc hội của Cali. Ngày hôm qua chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cũng gây chấn động, đó là thay vào lời tuyên bố của Đức Giáo Hoàng Francis, quý vị còn nhớ năm ngoái Đức Giáo Hoàng Francis từng tuyên bố nói tới những người đồng tính đó, ngài nói chứ tôi là ai mà phán xét các người. Thì cái lời nói đó đã được những người Thiên Chúa giáo diễn dịch là ô, ngày càng gần gũi hơn với cộng đồng người đồng tính và càng ngày càng chấp nhận cộng đồng người đồng tính hơn. Thế nhưng ngày hôm qua thì bên phía Tòa Thánh Vatican lại đưa ra tuyên bố chính thức, người đồng tính không được ban phép lành, blessing. Có nghĩa là kể cả nếu mà họ tìm kiếm cái việc mà hôn nhân nữa, thì bất cứ vị linh mục nào trong giáo hội Công giáo La Mã đó không được phép lập hôn phối hoặc là đứng ra để làm lễ thành hôn. Vì lý do vấn đề mà đồng tính vẫn là cái tối kỵ và là một cái sin, một cái tội theo những cái diễn dịch của phía Tòa Thánh Vatican. Và cái điều đó đã đi ngược lại và cho đến giờ phút này thì Đức Giáo Hoàng vẫn im tiếng, không hề đưa ra những cái tuyên bố nào, bởi vì đó là bên phía Tòa Thánh đưa ra. Nhưng mà cộng đồng người LGBTQ, cộng đồng người đồng tính, họ thì chỉ trích, họ nói họ bàng hoàng sững sờ. Bởi vì sao thưa quý vị? Tại những quốc gia ở châu Âu, trong đó có nước Áo, ngày hôm nay cho biết có một số nhà thờ Công giáo và các vị linh mục này tuyên bố không đồng tình với văn bản lệnh của Tòa Thánh, và họ nói rằng họ vẫn sẽ tiếp tục ban phép lành cho những người đồng tính này. Chỉ có một số quốc gia thôi. Và những cái quốc gia này họ nói trước khi mà Tòa Thánh đưa ra cái lệnh mới về vấn đề người đồng tính đó, là họ đã nhận rất nhiều những cặp đồng tính này xin đến nhà thờ để được ban phép. Và ngày hôm nay một số những vị linh mục họ nói rằng chúng tôi không thể nào cưỡng lại, và họ vẫn tin tưởng cái lời nói của Đức Giáo Hoàng Francis trước đây là tôi là ai mà phán xét các người. Một trong những vị linh mục của nhà thờ Vienna, thủ đô của Áo, sáng ngày hôm nay tuyên bố, nhắc lại lời nói của Đức Giáo Hoàng, tôi là ai mà phán xét các người, và vị linh mục này tuyên bố tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện những cái thánh lễ và những cái phép ban ân phước cho những người đồng tính. Thì không biết được cái vị linh mục này có bị dứt phép thông công hay, và cái phản ứng của Tòa Thánh sẽ tìm cách thay đổi những cái vị trí này nếu như đi ngược lại những
lập trường chính sách của Tòa Thánh. Thì đó là cái vấn đề hiện nay trong cộng đồng người Công giáo, thưa quý vị. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com. Những quý vị nào chưa được xem những cái chương trình của Cà Phê Sáng Thời sự Thế Giới, vào trong YouTube chúng tôi để lại tất cả các chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.